Một lần nữa xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV, và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Vũ Kiểm, Quỳnh Anh và Quang Dương. Bước sang trong phần thứ hai thì thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến việc công tố viên liên bang của Hoa Kỳ đang buộc tội một nhà phân tích về cái dịch vụ doanh thu nội bộ thuế má ở San Francisco về vấn đề đã tiết lộ bất hợp pháp những cái thông tin cá nhân về vấn đề ngân hàng bí mật của ông Michael Cohen. Ông này là cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump. Và hiện bây giờ thì các công tố viên cho biết đã truy cập cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật vào tháng 5 của năm 2018 để có được các giao dịch tài chính của ông Cohen bị các ngân hàng đánh dấu là đáng ngờ, được gọi là báo cáo hoạt động đáng ngờ. Thì cái vấn đề này đang là một cái tin tức rất là nóng hổi trong ngày hôm nay, Quỳnh Anh. Dạ vâng, thưa anh Quang Trương và thưa quý vị, phải nhắc đến ông Michael Avenatti. Thì ông này là luật sư đại diện cho ngôi sao phim khiêu dâm là cô Stormy Daniels, là người phụ nữ từng đứng ra công khai nói rằng cô từng có quan hệ tình ái ngoài luồng với lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thì trở lại với vụ mà làm rò rỉ thông tin của ông Michael Cohen, thì một nhân viên của sở thuế có tên là John C. Dry đã lên tiếng thừa nhận là ông đã cố tình làm lộ thông tin cũng như là cung cấp thông tin bí mật cho luật sư Michael Avenatti, là người từ lâu đã có chủ trương chống lại liên minh của Tổng thống Donald Trump, trong đó bao gồm có ông Michael Cohen. Thì được biết sau khi mà ra tòa tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ, thì bên bị đơn là ông John Fry, 54 tuổi, đã được tại ngoại hầu tra sau khi mà đóng 50.000 Mỹ Kim tiền bảo lãnh. Một trong những thông tin mà ông Fry gửi đến cho Michael Avenatti là những thông tin về việc công ty tài chính của ông Michael Cohen có tên là Essential Consulting đã nhận được tổng cộng 500.000 Mỹ Kim từ công ty Columbus Nova, mà công ty này thì có quan hệ mật thiết với lại tỷ phú người Nga Viktor Vaskoberg, và ông Vaskoberg là người đã từng quyên tiền giúp cho ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2017. Ngoài ra, trong hồ sơ mà làm tiết lộ với ông Michael Avenatti còn có thông tin về những cái khoản giao dịch tài chính mà công ty Essential Consulting của ông Michael Cohen nhận được từ công ty AT&T và công ty dược phẩm Novartis. Cái tin này nó đến cùng lúc với lại tối ngày hôm qua cũng có tin cập nhật về cái cuộc điều trần của Michael Cohen sau hai lần trì hoãn. Yeah. Được biết là ngày mai, tuần tới thì ông sẽ ra điều trần trước Ủy ban điều tra của Quốc hội. Nhưng cái điều đáng nói ở đây đó là nhân vật Fry này là một người làm việc cho sở thuế của liên bang, cung cấp những cái tài liệu bí mật liên quan tới cái vấn đề này trong cái cuộc điều tra rất là quan trọng giữa Tổng thống Trump, ban tranh cử của ông với lại Nga liệu là có thao túng vào cuộc bầu cử đó hay không. Thì chúng ta thấy rõ đó là ông Fry là một người chống Tổng thống Trump. Yeah, vâng. Cho nên đã làm một cái công việc coi như là nội gián để cung cấp cho địch thủ của bên phía ông Trump, tức là bên phía cái nhóm ban vận động. Thành thử ra không có ngạc nhiên là ngày càng có nhiều người trong chính phủ hiện nay mà lại không có hài lòng với lại cái cách hành xử, với những chính sách của Tổng thống Trump trong cái gọi là cái chính sách và đối nội quốc gia của ông. Một cái điểm đáng nói nữa đó là ông Michael Avenatti đã có một dạo mấy tháng nổi đình nổi đám, và ngay cũng có lúc coi như là cũng phách lối lên tiếng là sẽ ra tranh cử, nhưng mà ngay sau khi nó là sẽ ra ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020 thì truyền thông và báo chí bắt đầu soi dọi vạch áo ra thì mới thấy ông cũng có rất nhiều tỉ vết, thiếu nợ thuế 5 triệu Mỹ Kim cái đại công ty cà phê của ông, một cái sâu chuỗi cà phê của ông, trụ sở chính ở tại Dallas, đủ các thứ hết cả. Bây giờ coi như là cũng im tiếng luôn. Bây giờ vớ lại cái tin này thì có lẽ lại được một dịp xuất hiện trước ống kính của CNN mà thôi. Và thưa quý vị, bước sang một bản tin khác. Bản tin này cũng khá là quan trọng, có liên quan đến cái nạn mà sử dụng một cách bừa bãi những cái loại thuốc chống đau, mà trong đó nó có thuốc ma túy, họ gọi nôm na là cái opioid đó. Thì thưa quý vị, vào ngày thứ tư vừa qua thôi, một cái vụ tai nạn xe bus đã xảy ra, school bus, thưa quý vị, khi mà một người tài xế cầm lái một chiếc xe bus của
School ở tại New Jersey chở những cái học sinh chậm phát triển đã vì say thuốc đã đâm vào trong một cái gốc cây ở tại tiểu bang này, thành ra đã gây ra tai nạn rất là trầm trọng bởi vì người này đang say cái loại thuốc opioid đó. Thành ra là ngày hôm nay cái cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp tục, và cái vấn đề mà làm sao để ngăn chặn cái nạn mà sử dụng quá nhiều cái loại opioid này nó càng gia tăng tại Hoa Kỳ, thì đây được coi là một cái vấn nạn rất là quan trọng của anh. Dạ vâng, cảm ơn Quang Trương. Và thưa quý vị, thì sau khi mà giới chức trách đến hiện trường của vụ tai nạn tại thành phố Newark của New Jersey, thì cảnh sát đã phải sử dụng một loại thuốc đặc biệt có tên là Narcan để mà cứu sống lại cái người tài xế đã gây tai nạn, đồng thời đã ra lệnh bắt giữ bà ta. Thì được biết Narcan là một loại dược phẩm được sử dụng để mà làm sống lại những người mà sử dụng opioid quá liều mà bất tỉnh đi. Thì được biết một ngày trước khi mà xảy ra vụ tai nạn tại Newark, thì ở quận Sussex đã có một người đàn ông đã phải được vực sống lại bằng thuốc Narcan sau khi mà gây tai nạn, khiến cho 3 người chết tại một trạm xăng trong khu vực. Và vấn nạn opioid đang được xem là một đại dịch tại Hoa Kỳ, khi mà ngày càng có nhiều người bị nghiện và những hệ lụy liên quan tới nó. Thì nhằm để chống lại tình trạng này, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ vào năm ngoái đã tuyên bố là ông sẽ sử dụng một khoản ngân sách lên đến 6 tỷ Mỹ Kim để mà giúp đỡ cho giới chức trách sở cảnh sát, cũng như là tài trợ liên bang cho những chương trình điều trị và nghiên cứu về opioid. Ở trên bình diện quốc gia, Texas cũng đứng chung với 6 tiểu bang kiện chính phủ liên bang, kiện Tổng thống Trump, cơ quan y tế về cái chuyện gọi là kiểm soát cái thuốc opioid có pha thuốc phiện này. Quận Harris cũng đứng đơn kiện chung. Ở đó là về cái thời sự của Texas và liên quan tới cái bối cảnh này. Còn ở trên bình diện quan trọng hơn, mà lý do Tổng thống Trump tại sao ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy tiền xây bức tường đó, thì một trong những cái lý do gọi là cái cuộc khủng hoảng nhân đạo, chính vì cái biên giới Mỹ Tây Cơ là cái khu vực tuồn cái opioid vào trong Hoa Kỳ. Theo cái con số thống kê, bên nói phải, bên nói sai, nói là mỗi ngày khoảng 350 người bị chết vì cái thuốc opioid, nhưng mà có những cái fact check, tức là những cái cơ quan độc lập họ kiểm chứng lại, thì cái con số nó không có lớn như là bên phía Tổng thống Trump đưa ra mà bị cho là thổi phồng. Nó có khoảng hàng trăm người bị thiệt mạng. Và có nhiều người nói rằng cho dù xây bức tường cũng không có cản được cái opioid xâm nhập vào trong Hoa Kỳ, tại vì họ còn sản xuất ở bên phía Trung Hoa. Order qua đường hàng không, qua bưu kiện vẫn nhập vào trong thị trường nước Mỹ được. Và đã có rất nhiều công ty dược phẩm của Hoa Kỳ làm ăn với lại các công ty dược phẩm của Trung Hoa bị bắt, bị truy tố vì cái tội sản xuất và buôn bán thuốc opioid lậu bằng hình thức là mua trên online. Với lại opioid bây giờ nó là một cái vật liệu chính trong những cái thuốc giảm đau mà có liều cao, gọi là Schedule 4 đó. Thì những thuốc này người ta cũng không ngăn cản được, bởi vì đa số người dân Hoa Kỳ khi mà mắc những căn bệnh về mãn tính thì họ phải sống dựa vào những cái thuốc giảm đau có chứa opioid. Và một cái phần nữa là cái lỗ hổng, cái viên thuốc có chứa opioid đó nó không có chính thức là ma túy, thành ra là cũng không có cấm ma túy được, họ vẫn dùng cái loại thuốc đó để họ lạm dụng cái chất opioid ở trong đó để làm giảm đau đó. Chính đó xác là như vậy. Đó là cái mấu chốt của vấn đề, cái điều anh Trương vừa mới nêu ra đó. Một cái viên thuốc dĩ nhiên là phải đong đo cân đếm liều lượng, bao nhiêu hàm lượng cái chất thuốc phiện opioid pha ở trong đó. Nhưng những bác sĩ phải nói thẳng là tham. Không phải là bác sĩ coi như là lương y như từ mẫu, mà bác sĩ này là tham tiền. Kê toa quá mức cho những cái người không có thực tình bị đau ở cái giai đoạn chót, như là chị Quỳnh Anh vừa mới nói. Thường cái thuốc đó là cho những người bị cancer, đau đớn, họ phải sử dụng cái liều thuốc đó mạnh như vậy thì mới kèm lại cái cơn đau được. Thì có những người chưa tới cái mức độ đó, nhưng mà lại xin được những cái toa của bác sĩ cho mua quá nhiều, tại vì họ nghiện. Họ nghiện cái đó cho nên mới bị khám phá ra là như vậy. Cái vấn đề mà chưa và tới họ cái mức... uống overdose, họ uống nhiều quá cho nên cái họ chuyện, bị chết. Cái chuyện ở đây á, là trong cái phần bộ y tế của Hoa Kỳ nó có một cái lỗ hổng như thế này. Cơn đau là được xem xét trên cái lời nói của bệnh nhân. Không có bất cứ căn cứ nào có thể chứng minh cơn đau là mạnh hay là nhẹ. Thế nên chỉ có người bệnh nhân là người ta biết được cơn đau mạnh tới đâu. Thì nếu mà những người ta cần đến thuốc có opioid thì tất nhiên họ sẽ nói với bác sĩ là cơn đau của họ ở số 10, ở trong cái cân từ số 0 đến số 10. Yeah.
chưa kể đến cái trường hợp mà chẳng hạn như là gian lận nữa. Yeah. Ví dụ như là người nhà với nhau có thể kê cái toa thuốc cho một người mạnh khỏe không bệnh tật gì cả để mà lậu under the table, để họ đem họ bán cho những người ghiền, cái đó chẳng hạn như vậy cũng có chứ không phải là không. Một bác sĩ gốc Việt ở California đã bị truy tố, bác sĩ có phòng mạch ở Irvine, miền Nam California. Như vậy thì tính ra đó, cái số người bị chết bởi vì những cái loại ma túy như thế này đó của Hoa Kỳ rất là cao. Trong năm qua đó thì 59.000 người đã bị chết bởi cái sử dụng quá liều. Như vậy thì cao hơn cả những cái trường hợp mà bị tai nạn giao thông bị chết. Thành ra là cái điều này rất là nguy hiểm đối với lại đặc biệt là giới trẻ ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tiếp theo là một bản tin có liên quan đến cái vấn đề mà quý vị đã nghe trong những ngày vừa qua. Ít nhất là 16 tiểu bang của Hoa Kỳ, đứng đầu là California, đã thành lập một cái liên minh để đồng đơn kiện Tổng thống Trump, bởi vì đã ban hành cái lệnh khẩn cấp để cố tình trích ngân quỹ của quốc gia ra để mà xây bức tường biên giới. Thì ngày hôm nay lại có thêm một cái tin nữa cho biết là ở tại El Paso của tiểu bang Texas thì chính quyền địa phương tại đây cũng đã đồng đơn để kiện Tổng thống Trump về cái sắc lệnh khẩn cấp này. Quỳnh Anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Trương. Và thưa quý vị, thì thị trưởng của thành phố El Paso của tiểu bang Texas nói rằng cái tình trạng khẩn cấp mà Tổng thống Donald Trump vừa mới ban hành, nó sẽ đe dọa đến nền kinh tế của El Paso nói riêng và người dân trên toàn khu vực nói chung. Bởi vì quý vị cũng biết là đường biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ hàng ngày thường xuyên diễn ra những chuyến hàng chở từ Mỹ Tây Cơ vào Hoa Kỳ và ngược lại. Và được biết, quận El Paso là một thành phố mới nhất sau 16 tiểu bang của Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ đứng ra kiện Tổng thống Donald Trump. Và 16 tiểu bang này bao gồm tiểu bang California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon và Virginia. El Paso cũng là một cái tì vết không hay đối với Tổng thống Trump khi mà ông tới đây để mà ông dùng làm cái bàn đạp cho cái bước vận động tái tranh cử đầu tiên trong tuần trước để nói về cái vấn đề bức tường. Ông đã lỡ lời. Ông lỡ lời, ông nói thành phố El Paso cái tỷ lệ coi như là trộm cắp và những người di dân bất hợp pháp, thành phần bất hảo đó, đã làm cho thành phố vô cùng là mất an ninh, trật tự và nghèo đói. Vì như vậy không có chịu xây bức tường biên giới. Cái điều đó sai hoàn toàn. Chính thị trưởng của El Paso là một người của Đảng Cộng Hòa lên tiếng nói rằng Tổng thống dựa vào những cái thống kê đó là sai. El Paso bây giờ ngược lại là một cái thành phố mà tương đối là thị trấn cửa ải biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Sầm uất, mỗi ngày có khoảng mấy chục ngàn người đi qua lại buôn bán sinh hoạt với nhau vui như Tết và chung đụng với nhau không có vấn đề gì hết. Thì đó là cái vấn đề bị chính trị hóa. El Paso cũng là quê hương của ông nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của nhạc đồng quê, ông Willie Nelson. Ông này hút cần sa coi như là lên mây, như là coi như là say lên say xuống mà bị bắt hoài à. You always on my mind, Mr. Trump. Dạ vâng. El Paso sẽ nhớ ông suốt đời. Ông bị phản vé. On the road again. Dạ vâng. Trong khi đó thì cái tình hình mà thời tiết xấu ở tại những cái tiểu bang thuộc miền Bắc của Hoa Kỳ đó, mỗi ngày mỗi trở nên trầm trọng. Khi mà năm nay đó thì cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Những cái cơn bão tuyết rất là lớn đã đổ xuống những cái tiểu bang này trong thời gian gần đây. Thành ra là cái vấn đề mà thời tiết xấu như vậy cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều những cái chuyến bay của những cái hãng hàng không ở tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là ngày hôm nay tin cho biết là hãng Southwest cho biết là vào thứ Năm, tức là ngày hôm qua, ít nhất là 400 chuyến bay của họ đã phải hủy bỏ, cancel, bởi vì thời tiết quá xấu, không thể nào hoạt động được. Dạ vâng, thưa anh Trương và thưa quý vị, thì 255 chuyến bay trong số 400 chuyến bay bị hủy bỏ của Southwest Airlines là đã diễn ra tại thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada. Và được biết trong suốt thời gian qua thì thành phố Las Vegas đã được mệnh danh là khu vực hoạt động bận rộn nhất của hãng hàng không nội địa này. Và ngoài cái lý do là tình trạng thời tiết xấu thì cái nguyên nhân khiến cho cái vụ mà máy bay bị trì hoãn cũng như là bị hủy bỏ là do đang có những cái lấn cấn giữa ban giám đốc điều hành của hãng Southwest Airlines cũng như là liên đoàn lao động đại diện cho khoảng 2.400 thợ máy là người chuyên
thực hiện những công tác bảo trì cho máy bay. Thì được biết nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài thì sẽ có thêm nhiều chuyến bay bị hủy bỏ nữa và ảnh hưởng tới lịch trình của hành khách trong nay mai. Trước đây, trước khi mà Valentine đó, thì các nhân công về cơ khí và bảo trì máy bay phi cơ họ cũng đã đe dọa sẽ biểu tình ở tại cái hub chính ở trên phi trường Dallas, Southwest Airlines. Nhắc tới Southwest Airlines, cái thời kỳ mà người ta nhớ đến nhiều nhất tức là trong giai đoạn họ quảng cáo rất là hay và rầm rộ. Tôi vẫn còn nhớ hoài mấy chiêu đãi viên hàng không không có mặc đồ bình thường, coi như là kín cổng cao tường hoặc là đồ formal nhìn chững chạc mà mặc áo thun. Dĩ nhiên không có được như là Hooter trong cái quán ăn con cú đó. Mắt cú cũng không qua được cái mắt cú vọ của tôi với anh Quang Trường. Và chúng ta đã từng làm chương trình chào ngày mới tin tức buổi sáng cũng có điểm qua các nữ chiêu đãi viên của Hooter. Nhưng các nữ chiêu đãi viên của hãng hàng không Southwest Airlines mặc cái áo thun in cái hình ngay cái chỗ đó, tức là ngay cái vùng chiến lược đó là vùng một Coffee Tea or Me, vùng 1 chiến lược Coffee Tea or Me. Quý vị muốn uống trà, uống cà phê hay là mi là gì thì quý vị biết rồi. Đó cũng là cáo một rất cái, là độc đáo. Cái chiến thuật rất là độc đáo nên nó gây không cho nói mình thẳng nhớ nhưng mà khiến cho mình tò mò. Yeah. Bản tin kế tiếp có liên quan đến thưa quý vị, vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đó là ông Antonio Guterres đã gặp gỡ ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Mike Pompeo ở tại Liên Hợp Quốc, trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại New York, trước cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và bên Bắc Hàn. Hai bên đã có những cuộc họp với nhau trong vòng gần một tiếng đồng hồ và hai người này cũng đã đề cập đến rất nhiều những cái tình hình đang rất là nóng hổi trên thế giới, đặc biệt là ở tại Venezuela, cũng như là cái tình trạng bất ổn nội chiến ở tại bên Yemen. Và trong cuộc họp này thì thưa quý vị, cái khủng hoảng Yemen đó, hai bên cũng đã trao đổi cái tầm quan trọng về cái việc mà chính quyền Yemen và phiến quân Houthi ở tại đây phải dứt khoát là phải thực thi cái thỏa thuận đã vừa mới đạt được ở tại Stockholm vào hồi tháng 12 năm 2018 và phải bắt đầu rút lực lượng ra khỏi cái thành phố hải cảng chiến lược của Yemen, đó là Hodeidah. Quỳnh Anh. Dạ vâng thưa quý vị, và thưa quý vị Liên Hiệp Quốc trong suốt thời gian qua thì họ luôn luôn coi hòa bình thế giới là điều quan trọng nhất và tiếp theo đó là mạng sống của người dân tại những quốc gia có chiến cuộc xảy ra. Thì ngoài Yemen thì trong quá khứ Liên Hiệp Quốc cũng đã công khai lên án tình trạng đổ máu tại Iraq, Syria và Afghanistan, khu vực mà xảy ra bạo động nhiều nhất ở khu vực Trung Đông. Và được biết thì trong thời gian gần đây thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres cũng đã tham gia vào rất nhiều chính trường quốc tế. Điển hình là ông đã công du sang khu vực của châu Phi để mà tham gia vào hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Và sau đó, ông sang Davos để mà tham dự vào Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nhưng phải nói là tới cái thời kỳ của ông Antonio Guterres làm vai trò là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đó, nó không có nổi bật bằng những cái vị tiền nhiệm, đặc biệt là ông Kofi Annan. Kofi Annan, dạ vâng. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt Radio TV với anh Vũ Kiểm, Quỳnh Anh và Quang Trương. Đến đây chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào quý vị.